vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với chương trình Người Bí Ẩn. Và ngay bây giờ sẽ là vòng thi đầu tiên. Chúng ta đến với nhóm người bí ẩn số 1. Và câu hỏi của chương trình là ai là người có thể chơi trống? Ta sẽ làm quen với họ. Mọi người nói tôi là một cô gái rất là mạnh mẽ, và chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi là một tay trống trong ban nhạc. Và tôi chính là người chơi trống chuyên nghiệp. Tôi rất là thích rap, và ước mơ của tôi là trở thành một rocker. Thích rap mà hát nhạc rock hả? Và cuối cùng cách đây 6 năm thì tôi tập trống. Đến bây giờ tôi là tay trống chuyên nghiệp. Con học trống từ 4 tuổi. Con rất nhút nhát, nhưng con vẫn là tay trống chuyên nghiệp. Tôi là một cô gái người Việt. Tôi thích ăn mì Ý, ăn lẩu Thái, uống rượu vang Pháp và chơi trống Hàn Quốc. Tôi là một người chơi trống chuyên nghiệp. Chị có gia đình gì với anh này không? Thấy gia đình chị cũng có nhiều chạm xe buýt giống nhau đó. Tôi là một dân chơi. Thứ gì tôi cũng chơi được hết. Nhưng mà thứ gì cũng làm cho tôi nhanh chán hết. Và chỉ có một thứ duy nhất làm cho tôi không bao giờ thấy chán, đó là trống. Tôi là người chơi trống chuyên nghiệp. Vâng, xin mời các bạn. Hoàng Anh rất là thắc mắc là anh số 2 và bé số 3 có mối liên hệ gì đây không mà nắm chặt tay nhau dữ vậy? Tại vì bé rất là nhát, cho nên là mình nắm tay để bé tự tin hơn. Nhiều khi con ảnh. Con nhát như vậy thì bình thường con chơi trống ở trên sân khấu hay là con chơi trống ở đâu? Trên sân khấu. Trên sân khấu, nhưng mà bây giờ con đứng bình thường trên sân khấu rồi mà con đã rất run rồi, mà chú phải nắm tay con thì bình thường con biểu diễn con có run không? Không. Không. Rồi con chơi trống gì? Trống đó, trống to như vậy hay là trống nhỏ hơn? Trống da. Trống da. Con đánh trống từ năm mấy tuổi? Thì con đánh trống từ năm 4 tuổi. Rồi bây giờ con bao nhiêu tuổi? Giờ con 7 tuổi. Con 7 tuổi là con đánh trống được 3 năm rồi hả? Dạ. Vậy con đánh cây dùi ngắn hay dùi dài? Dạ... dài. Dùi dài hả? Con đạp cái sân banh, chân của con là chân phải hay chân trái? Dạ, chân phải. Rồi ví dụ mỗi chân của mình có đổi chân không? Dạ không. Sao con không đổi? Mỏi quá mình phải đổi chứ. Sao không đổi? Dạ chân trái con cũng đạp. Chân trái con cũng đạp là con đạp cái gì? Đạp hai hết. Đạp đôi dép hả? Còn anh số 2, nãy anh nói là đọc rap, thích thành rocker, nhưng mà anh chơi trống cơm hả? À không, mình cũng chơi trống jazz. Anh này chơi trống jazz và con nó chơi trống già. Hỏi anh số 2 là trống jazz mà anh nói là loại trống thế nào? Mà em không biết trống đó thế nào. Nếu mà anh hay xem những cái chương trình ở các sân khấu thì nó là cái bộ trống tiêu chuẩn và bộ trống phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Là cái bộ trống mà mọi người thấy các band rock hay chơi ấy, đó gọi là trống jazz. Anh đánh bằng gì? Dĩ nhiên là bằng dùi rồi. Hai dùi hay một? Hai. Dùi anh cỡ mấy? Cỡ 8. Anh dùng bi hay si hay đi? Là bi. Anh đánh trống thì anh đeo bao nhiêu cây dùi? Thường thì mình có 2 bộ. Để cho em hỏi chị số 4, tại sao chị lại chọn bộ trang phục mà em nghĩ là dân chơi trống không bao giờ mặc hết? Dạ, tại vì em đã nói rồi là em là người chơi trống Hàn Quốc ạ. Trống Hàn Quốc là trống nào em? Trống đó luôn hả? Dạ không, trống này chỉ là trống đạo cụ thôi. Còn trống Hàn Quốc là loại trống mà cũng gần giống như vậy nhưng mà to hơn và cũng làm từ gỗ và da. Cái trống nó cũng gặp hoài ha. Ừ. To to bự bự đồ quýnh mà thùng 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 thùng. Cái đó trống trường. À chị ha. Em chơi trống Hàn Quốc em đánh một dùi hay 2 dùi? Dạ em đánh bằng tay ạ. Đánh bằng tay hả? Rồi em có la làng không? Dạ, bằng chân thì mới la làng. Tay thì không có la làng phải không? Dạ. Tại thường thường có câu đánh trống la làng mà phải không? Em có học về cái văn hóa của Hàn Quốc không? Dạ, tại em du học ở bển 3 ngày nên là cái giọng của em quên mất tiếng Việt. Tôi muốn hỏi bạn số 1 là em chơi trống được bao lâu và hiện nay là em biểu diễn ở đâu? Dạ, em chơi trống thì đây khoảng 5 năm và em đang chơi ở ban nhạc của em. Ban nhạc của em diễn ở đâu? Dạ, ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ thì anh nghĩ là nó chỉ có những cái quán bar cho nó ít có phòng trà, mà trong quán bar thì thường họ không có dùng trống. Như vậy là em chơi ở cái chỗ nào? Dạ, em chơi ở những tụ điểm vậy như là họp bàn, với lại em đi phòng trà và club bar. Cho em hỏi anh số 5 là tại sao anh lại chọn cái nghề nghiệp là đánh trống vậy? Bạn có biết là trong cuộc sống này chúng ta không bao giờ có thể sống thiếu âm nhạc. Tôi chọn nghề đánh trống làm âm nhạc cũng vì lý do là bây giờ ngành nhạc cũng khá là dễ sống. Là anh chọn vì nó dễ sống hay là vì anh yêu nó? Tôi yêu nó. Thì không anh? Yes. Vâng thưa quý vị, từ nãy giờ câu hỏi của nó hỏi được khá nhiều rồi. Bây giờ là lúc các anh chị phải lựa chọn quyết định cuối cùng. Thưa quý vị, đội khách chọn số 2 và đội nhà chọn số 3. Vì cớ làm sao hả Hoàng Anh? Tại vì thật sự là Hoàng Anh thấy trong những người ở đây thì anh này là có cái chất của một người nghệ sĩ chơi trống nhất. Em phải hiểu là mấy người chuyên nghiệp ở trong chương trình này thường ta là mấy người khiều quẹt 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 nhất em. Kệ đi cũng sao, nó sai chừng 5 lần là em hiểu hả trời. Chị Hương, Danh Linh thấy sao ạ? Thật sự tôi chọn bé số 3 là tại vì tôi không biết là cái mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Tuy nhiên khi cháu nắm tay của em, cháu rất là tự tin. Dù cho cháu không đi đánh nhiều đi nữa, cháu cũng sẽ là một người biết đánh trống. Cho nên tôi chọn thứ ba. Hoàn toàn có thể như anh Hoài Linh đã nói, bởi vì biết đâu cháu nó tham gia đội trống trường. Và bây giờ ta tìm người bí ẩn. Dạ, em là Lâm Thanh Trúc, em 21 tuổi và em đang là sinh viên của trường đại học Sài Gòn. Và em thích vẽ trống chứ em không biết chơi trống. Mình là Nguyễn An, sinh năm 1989. Hiện tại mình đang là ca sĩ tự do và chơi guitar và viết nhạc. Chơi guitar, viết nhạc. Em là Hariwon. Người ta có Hariwon, em là Hariwon. Hariwon, Hariwon. Đã có quăng lũ đạn đó. Em tên là Nguyễn Huỳnh Như, năm nay em 20 tuổi và em là võ sư. Né ra liền nè. Không ăn lũ đạn cũng ăn đấm đó, né đi. Em xin lỗi chế, em đâu biết chế có nội công. Tôi tên là Huỳnh Phan Duy, năm nay tôi 22 tuổi. Tôi hiện là ca sĩ, nhạc công và nhạc sĩ tự do. Con tên là Nguyễn Trọng Nhân. Ừ, con học trống bao nhiêu lâu rồi? Con học trống 3 năm rồi. 3 năm rồi. Con đi chơi, con trình diễn ở đâu? Nói chú nghe coi. Dạ, đám cưới. Đánh đám cưới hả? Bây giờ con có thể ra con quánh trống chú Thành coi được không? Dạ được. Rồi, đi ra quánh liền con. Mời con. Một tràng vỗ tay và cảm ơn những người bí ẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi phần chơi trống của bạn Nguyễn Trọng Nhân, 7 tuổi. ba chỉ có 7 của tôi. Và đây là thần đồng của Việt Nam của chúng ta. Một tràng pháo tay nữa cho Nguyễn Trọng Nhân. Thưa quý vị, rất ấn tượng phải không ạ? Rõ ràng đây là những cái bạn nhỏ mà ngay từ khi rất nhỏ bạn ấy đã phát hiện được cái năng khiếu của mình. Chị Việt Hương, cái cảm xúc gì sau khi thấy một cái bạn nhỏ như vậy đánh trống như thế nào? Hồi nãy lúc mà hỏi em nó là chân phải đạp bi-đa, chân trái con đạp cái gì, em trả lời là mình nghi nghi rồi, không đổi chân luôn. Mà con nít nó không có gạt được, thấy thương quá à. Quý vị thấy là ngay từ nhỏ như cái bạn này gọi đúng nghĩa là năng khiếu. Tại vì ngay từ nhỏ là đã phát hiện được cái tài năng của các bạn. Tôi nhìn bạn tôi là nhớ hồi tôi lúc nhỏ, vào lúc 7 tuổi tôi đã phát hiện là tôi có một năng khiếu, đó là tôi nói dối rất tốt. Và sau đó tôi lớn lên, tôi được mời làm dẫn chương trình cho Người Bí Ẩn đây. Và thưa quý vị, hiện nay tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội nhà.